Có phải em không làm ở nhà của anh nữa là vì em muốn Tuyết có cơ hội quay lại đúng không? Em thấy chị Tuyết rất thương tụi nhỏ, chị cũng muốn quay về. Anh nên cho chị một cơ hội. Em thấy anh nên suy nghĩ lại, cho tụi nhỏ có được gia đình trọn vẹn. Nhưng anh thật lòng không yêu Tuyết. 10 năm qua anh sống với Tuyết chỉ vì trách nhiệm. Anh không muốn mình phạm tiếp sai lầm như vậy. Không những anh đau khổ mà còn sẽ bất công với Tuyết. Còn về tụi nhỏ, lớn lên một chút tụi nó sẽ hiểu. Hồi nãy anh đã nghe em và má nói chuyện rồi. Mình đã bỏ lỡ nhau hết 10 năm rồi em. Cuộc đời có được bao nhiêu? Anh không cần em phải nhận lời lấy anh liền. Chỉ cần em đừng tránh né anh. Mình cùng tạo cơ hội gần gũi với các con, để tụi nó từ từ chấp nhận tụi mình. Có được không em? Em xin lỗi. Mong anh hiểu cho em. Anh không sao. Em coi má giùm anh. Anh về nhà lấy cho má ít đồ.